Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài thực hành số 2 là viết chương trình để tính toán. Nó sẽ nằm ở trong sách hướng dẫn tin học lớp 8 thì các bạn có thể mở ra các bạn xem. Thì mình sẽ dựa vào đây để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ làm theo thứ tự của sách đi. Mình sẽ làm bài số 1 trước rồi sau đó là bài số 2 và bài số 3. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bài số 1 trước. Bây giờ mình sẽ vào cái desktop và mình khởi động cái phần mềm Pascal lên. Mình sẽ bấm vào File và Nail, chọn Nail đây. Nếu như các bạn để ý kỹ thì ở cái câu A, người ta sẽ yêu cầu mình là viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal. Thì mình làm câu A, chính là mình làm câu B đây. Nếu như các bạn sẽ nhìn thấy câu B nè. Câu B nó yêu cầu là khởi động Pascal và gõ chương trình sau để tính các biểu thức trên. Thì các bạn thấy cái câu lệnh là file 15 nhân 4 trừ cho 30 cộng cho 12 thì nó chính là cái kết quả của cái câu B, chính là cái phần làm của cái câu A. Thì mình nhập, mình đã kiểm tra, mình thấy nó y hệt như vậy. Thì bây giờ mình sẽ làm thứ tự từng cái cho các bạn xem. Các bạn thấy cái công thức ở đây nó chính là những cái công thức ở trên đây nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm tới đâu mình sẽ phân tích tới đó. Thì có nghĩa là câu A, câu B và câu C mình sẽ gộp chung. Tuy là thứ tự nó làm nó sẽ đảo lộn. Thì cái nào trước mình sẽ làm trước. Ở đây mình sẽ làm thứ tự này là câu B trước thì nó sẽ ra cái câu A thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ làm từng bước cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập một begin và end. Đó là phần bắt buộc của Pascal. Rồi trong cái begin và end này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy chương trình đi. Mình bấm Alt+F9 để dịch. Thì nó sẽ đặt tên. Thì ở đặt tên này các bạn sẽ thấy mình sẽ làm ở cái phần C này. Lưu chương trình với tên là chương trình 2.bat. Thì ở chỗ phần đặt tên này nè, mình đặt tên là CT2. Các bạn khỏi cần phải .bat vì mặc định Pascal sẽ hiểu là .bat. Thì cái chỗ này là làm cái phần C đây. Mình lưu chương trình với tên là CT2.bat. Lúc mà các bạn dịch á thì mình sẽ đặt CT2 đây. Mình bấm OK. Rồi nó báo successfully. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập vào cái dòng lệnh lần đầu tiên. Đó là file ln. Mở ngoặc. Mình cho nó dấu nháy cái 15 nhân dấu nhân 4 trừ 30 cộng cho 12 bằng, và mình nháy một cái. Sau đó mình phải, và bây giờ mình sẽ thực hiện phép toán là 15 nhân 4 trừ cho 30 cộng cho 12, và mình đóng ngoặc đơn lại và mình chấm phẩy. Thì các bạn để ý lưu ý là những cái phần mà trong cái câu lệnh try ln là xuất ra màn hình, và trong dấu nháy này là nó sẽ xuất ra màn hình kết quả cho các bạn. Còn cái phần đây là nó phần tính toán. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bấm dịch chương trình là Alt+F9 successfully. Bây giờ mình bấm Ctrl+F9 và mình bấm Alt+F5. Thì các bạn thấy nó ra cái kết quả là 15 nhân 4 trừ cho 30 cộng cho 12 bằng 42. Nhưng bây giờ để xóa bớt những cái này đi, không có cần phải xuất hiện những cái lằn ngoằn ở trên những cái dòng mà không cần thiết trên đây nữa, thì mình bấm Enter. Và bây giờ mình để bỏ bớt cái phần đó đi, thì các bạn phải ở bài trước mình cũng có nói rồi, thì mình cần phải khai báo cái thư viện CRT và cái câu lệnh CLR chấm phẩy chỗ này. Nhưng để sử dụng được cái câu lệnh là xóa màn hình này thì các bạn bắt buộc phải khai báo cái thư viện là CRT. Thì mình sẽ khai báo là view cách khoảng mở cách khoảng cái CRT chấm phẩy. Bây giờ mình bấm Alt+F9 thử coi. Ở đây nó sẽ báo là cái chỗ begin ở đây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại coi nó sai chỗ nào nha. Nó báo là cái chỗ begin view chỗ này không thấy. Thì bây giờ có chỗ này có chỗ đã sai rồi. Thì không sao, mình sẽ tìm coi nó sai chỗ nào. Ở đây thì bây giờ mình sẽ khai báo chỗ này. Các bạn chờ mình chút xíu để mình sẽ kiểm tra lại.
Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ you này nè, mình bấm hiếu cái chữ us. Bây giờ mình sẽ bấm chữ s đây thì nó mới đúng. Đó, bây giờ mình sẽ dịch lại một lần nữa là alternate F9. Thì như các bạn thấy nó sẽ không còn lỗi nữa. Còn hồi nãy mình để chữ use mà không có chữ s nên nó không có hiểu khai báo thư viện này là không đúng tên. Đó, nên các bạn lưu ý là phải nhập thật đúng. Đây mình bấm enter cái. Rồi mình bấm control F9 và mình bấm alternate F5 thì nó sẽ xuất hiện ra cho mình cho kết quả trực tiếp luôn, không còn những cái dòng trên nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao để bấm control F9 thì nó xuất hiện ra luôn. Thì bây giờ mình bấm enter đi, mình sẽ thêm một cái lệnh read ln nè, readlnr chấm phẩy ở đây để cho nó bấm alternate F9 rồi control F9 là nó xuất hiện ra luôn chứ không cần phải thông qua cái alternate F5 nữa. Bây giờ mình alternate F9 rồi mình bấm enter và mình bấm control F9 thì các bạn thấy nó sẽ ra cái kết quả cho mình luôn, không cần phải thông qua cái phím tắt là alternate F5 nữa. Mình bấm enter để vào lại. Rồi, tới bước này. Bây giờ thì mình đã nhập xong cái dòng đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ nhập tiếp dòng bước 2, mình đưa chuột lên đây. Mình bấm enter xuống. Mình bấm chuột ngay chân đây nè. Hoặc các bạn dùng phím mũi tên cái nào cũng được hết. Mình sẽ nhập tiếp cái câu lệnh trong sách. Nó đang ở chế độ tiếng Việt thì mình tắt cái chế độ tiếng Việt đi. Mình bấm vô đây nè, mình bấm vào chữ E để mình nhập cho nó đừng có bị dính với mấy cái dấu, nó bớt cái lỗi. Write ln mở ngoặc dấu nháy mở ngoặc 10 cộng 5 đóng ngoặc chia cho 3 cộng 1 tất cả trong ngoặc, 3 cộng 1 trừ 18 rồi chia cho mở ngoặc 5 cộng 1 đóng ngoặc bằng dấu nháy cái. Rồi mình phải thì cái này là nó sẽ xuất hiện ra cái phần mà trong dấu nháy là nó sẽ xuất hiện ra trên màn hình nè. Còn bây giờ mình mới nhập vào cái phần kết quả tính toán là 10 cộng 5 đóng ngoặc chia cho 3 cộng 1 đóng ngoặc. Rồi mình trừ cho 18 chia cho 5 cộng 1 đóng ngoặc. Rồi mình sẽ đóng ngoặc thêm một lần nữa, đó cái ngoặc to lần nữa. Đó, rồi mình chấm phẩy. Rồi bây giờ các bạn bấm Alt Net F9 để dịch. Rồi set tool các bạn bấm Ctrl F9. Thì nó sẽ ra kết quả là 10 cộng 5 mà chia cho 3 cộng 1 trừ cho 18 chia cho 5 cộng 1 thì nó sẽ bằng 7,5 mấy mấy á, coi như là cái số này là một cái số lẻ chứ không có, nó không có tròn được. Không sao hết, các bạn cứ để nguyên như vậy vì nó lẻ nhiều như vậy nên nó mới ghi như vậy nè. Không sao. Rồi mình cứ để đó đi. Bây giờ mình xuống hàng, mình làm thêm một cái lệnh tiếp theo nữa đó là write ln mở ngoặc dấu nháy cái, rồi mình mở ngoặc cái phép toán là 10 cộng 2 đóng ngoặc các bạn nhân cho 10 cộng 2 lần nữa, mở ngoặc 10 cộng 2 đóng ngoặc, rồi sau đó các bạn chia cho 3 cộng 1 trong ngoặc, mở ngoặc 3 cộng 1 đóng ngoặc bằng, rồi các bạn dấu nháy lại, rồi các bạn phải cái. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu vào cái phép toán đây, mở ngoặc 10 cộng 2 rồi mình nhân cho 10 cộng 2 một lần nữa, rồi các bạn mới chia cho 3 cộng 1 rồi mình mới đóng ngoặc lại. Rồi bây giờ mình đóng ngoặc lớn đó, cái nãy là ngoặc của phép tính, bây giờ ngoặc lớn các bạn chấm phẩy, rồi các bạn bấm alternate F9 để dịch, success full các bạn enter và các bạn bấm control F9 thì các bạn sẽ ra được một cái kết quả thứ hai đó là 3,6, cũng rất là nhiều số lẻ. Rồi bây giờ mình bấm enter để ra đợi và một cái dòng lệnh cuối cùng đó là fry. Cái này thì không có số hàng r mình viết thiếu chữ r rồi, r i w r i t e mở ngoặc
dấu nháy cái. Rồi bây giờ mình sẽ mở một một cái ngoặc bự 10 cộng 2 đó. Nhưng mà các bạn mở ngoặc sau cũng được. Đó, ví dụ như đây là 10 nè, cộng là 2 nè. Các bạn đóng ngoặc lại. Rồi các bạn nhân cho 10 cộng 2. Các bạn đóng ngoặc lại. Rồi các bạn trừ cho 24. Đó. Rồi sau đó tất cả cái này nè, các bạn mới đóng ngoặc lại thì các bạn sẽ mở ngoặc một cái ngoặc ngoài trước nữa. Rồi các bạn đóng lại. Rồi các bạn mới chia cho 3 cộng 1, đóng ngoặc thì các bạn mở ngoặc 3 cộng. Các bạn nhìn lại cái phần ở bên dưới á, trong cái công thức là các bạn sẽ biết liền rồi. Rồi bằng. Rồi các bạn dấu nháy cái. Rồi các bạn phải. Thì cái phần này là xuất ra màn hình nè, còn cái phần này là phép tính thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở ngoặc 10 cộng 2, đóng ngoặc. Rồi mình nhân cho 10. Mình mở ngoặc lên trên cái nữa. 10 cộng 2, đóng ngoặc. Mình trừ cho 24. Rồi sau đó mình sẽ cho tất cả cái này trong ngoặc. Rồi mình mới chia cho 3 cộng 1 trong ngoặc. 3 cộng 1, rồi mình đóng ngoặc lại. Rồi bây giờ mình phải đóng cái ngoặc lớn lại. Đó. Rồi các bạn chấm phẩy. Các bạn bấm Ctrl F9, bấm Alternet F9 để dịch. Không có lỗi, các bạn bấm Ctrl F9 thì các bạn thấy nó ra được 3 phẩy mấy. Đó. Rồi, bây giờ mình bấm Enter. Thì đây là cái kết quả của cái bài tập số 1 mà các bạn thấy sách yêu cầu. Mình đã tạo và đã lưu và kiểm tra được cái kết quả nhận được trên màn hình của cái bài số 1. Rồi, bây giờ mình sẽ Enter này đi. Bây giờ mình sẽ đóng cái này bài này lại. Mình sẽ chọn là File và mình chọn Cell đây. Rồi mình bấm File. Mình bấm đây mình Windows này nè. Mình bấm Close chỗ này. Rồi mình tạo một cái mới, File New, để các bạn tạo bài số 2. Khi nào mà qua cái bài số 3 thì các bạn hãy mở lại, các bạn sửa lại cái bài CT2.bat sao. Còn bây giờ mình sẽ làm qua cái bài số 2 là cái bài tìm hiểu các phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư. Đó, với những cái lệnh của Pascal thì mình sẽ thực hành cái bài này. Thì cũng giống như nãy giờ, bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu. Mình sẽ vào lại cái begin. Đó, end. Đó, đầu tiên mình phải thử cái này trước. Mình bấm Alternet F9. Thì bây giờ mình sẽ chỗ này đi, khoan, mình sẽ bấm trước khi các bạn chạy được thì các bạn cũng phải lưu lại thôi. Đó, bây giờ mình cancel cái này thử coi nha. Để mình thử coi mình không chạy mà nó bấm run là on control F9 á. Nó cũng bắt các bạn phải lưu thôi. Đó. Thì như vậy bắt buộc các bạn phải lưu. Thì bây giờ mình đặt tên đây, thì bây giờ mình sẽ đặt tên là deep và mod đi. Deep gạch cái mod. Hoặc là mình ghi là bài 2. Đó. Rồi. Ở đây mình sẽ ghi là bài 2 viết liền luôn đi, đừng có cách khoản nữa. Mình bấm OK. Ở đây thì nó còn nhớ cái hồi nãy. Thì mình sẽ dùng cái lệnh là xóa màn hình đi. Thì trước khi xóa dùng lệnh là CLRSCR chấm phẩy. Thì các bạn phải khai báo thư viện CRT trên USERSCRT chấm phẩy. Rồi mình bấm Alternet F9 để dịch. Rồi mình bấm Ctrl F9. Mình bấm Alternet F5. Rồi nó mất rồi. Nhưng mà nó không xuất hiện ra liền. Chính vì vậy mình sẽ thêm cái lệnh là read REAZLN chấm phẩy. Mình để thêm cái lệnh này thì nó mới bấm Ctrl F9 là nó ra cái màn hình cho mình luôn. Bấm Alternet F9 dịch. Rồi mình bấm Ctrl F9. Đó, các bạn thấy nó ra luôn. Bây giờ mình mới tiến hành mình nhập vào cái nội dung của cái bài, nội dung chính của cái bài số 2 nè. Thì mình sẽ nhập theo đúng như trong sách chỗ này. Các bạn sẽ nhập vào và mình sẽ nhập vào từng dòng cho các bạn xem. Và từng
từng dòng một để cho các bạn xem thấy cái kết quả đó. Bây giờ mình sẽ nhập vào cái lệnh thứ nhất, write ln, mở ngoặc dấu nháy cái 16 chia 3 bằng dấu nháy cái phải 16, bên đây mới là phép toán đây, 16 chia 3. Rồi mình sẽ đóng ngoặc đơn lại, mình chấm phẩy. Bây giờ mình sẽ bấm Alt F9 để dịch. Rồi mình bấm Ctrl F9 để nó chạy chương trình. Thì các bạn thấy 16 chia 3 bằng 5,33333, có nghĩa là nó sẽ là số lẻ. Bây giờ mình bấm Enter. Tiếp theo mình Enter này xuống hàng, mình bấm File ln, mở ngoặc ra. Mình cũng dấu nháy một cái 16 chia 3 không, 16 cách khoảng cái deep, mình tạm gọi là đây là deep đi, 3. Rồi mình cách khoảng cái bằng, mình dấu nháy một cái bằng, bằng chỗ này mình phải cho một cách khoảng một cái đi đó, để cho nó đừng có bị dính sát. Rồi mình hãy dấu nháy một cái, mình phải bên đây mình ghi là 16 div div 3, mình đóng ngoặc đơn lại, mình chấm phẩy. Rồi mình sẽ dịch chương trình là alternate F9, rồi mình chạy chương trình là control F9. Thì các bạn sẽ thấy kết quả hiện ra màn hình là 16 div 3 bằng 5, là cái chỗ này đây, thì là đúng rồi đó. Tại vì div là phép chia lấy phần nguyên đó, thì 16 chia 3 bằng 5, 5 nhân 3 bằng 15, sẽ dư mấy đó, có nghĩa là 5, 5 phẩy mấy, thì nó sẽ lấy phần nguyên chỗ này đây là 5. Rồi mình đón Enter. Mình sẽ làm tiếp theo, câu lệnh tiếp theo, file ln ở ngoặc 16, khoan để mình coi coi, ở đây để mình coi coi nó có cho copy không. Mình sẽ dùng lệnh copy cho nó nhanh. Ở mình bỏ đen này, mình bấm Ctrl C thôi. Rồi mình bấm đây, mình bấm Ctrl V. À không được, thì hồi nãy mình bỏ đen đi đi. Mình bấm Edit Copy. Rồi mình bấm xuống đây một cái, bấm sát ra ngoài đây luôn. Rồi mình bấm Edit Path. Đó. Vậy thì copy path được các bạn. Thì mình xóa này đi, mình bấm là Mod. Vậy thì mình bấm đây, mình xóa đây, Mod. Có nghĩa là cho nó nhanh hơn, 16 mod 3 mình chấm. Rồi mình hồi nãy nó hiếu cái đóng ngoặc. À nó hiếu nhiều cái quá. Thôi mình bấm từ từ đi. 16. Ở đây nó cũng hiếu cái chỗ này, mod 3. Cách khoảng bằng cách khoảng. Rồi, mình chấm phẩy. Mình tạm thời mình nhập gì đi. Mình bấm Alt+F9 để dịch. Rồi, Enter. Mình Ctrl F9. Rồi, thì nó báo là lấy phần phần dư, thì phần hợp phân. Ở đây các bạn thấy là 16 mà mod 3 thì nó sẽ lấy cái phần hợp phân giống như là ở trong sách. Thì các bạn sẽ thấy khi mà phần nguyên thì nó là số 5 rồi, mà phần hợp phân nó chưa được 1 thì nó sẽ làm tròn 1 cho các bạn. Đó, đây là cái cách hiểu của lập trình Pascal. Thì các bạn cũng lưu ý ở chỗ này, nó sẽ làm tròn lên một cái số cho các bạn. 16 deep 3 bằng 5 lấy phần nguyên thì dễ nhìn, dễ hiểu. Mà các bạn thấy 16 mod 3 đúng ra nó phải là 0,333, nhưng mà ở đây nó là 1, thì Pascal nó sẽ tự động làm tròn số lên cho mình. Đó, các bạn lưu ý chỗ này. Bấm Enter. Và tiếp theo mình sẽ dùng tiếp câu lệnh try ln, mở ngoặc dấu nháy cái 16 mod 3 bằng dấu nháy cái dấu nháy mình bấm nhầm phải. Thì các bạn sẽ nhập vào cái dòng lệnh là 16 trừ cho 16 cách khoảng deep 3 đóng ngoặc, rồi sau đó các bạn nhân cho 3, thì nó làm cái gì thì mình sẽ ấy xong rồi mình sẽ xem thử. Chấm phẩy. Rồi mình bấm Alt+F9 để dịch. Rồi mình bấm
Ctrl F9 thử coi nó ra cái gì nha. Đó, nó sẽ ra là kết quả là 1. Rồi. Thì mình bấm Enter đi. Thì đây là cái phần này, có nghĩa là 16 chia cho 3 lấy phần dư thì bằng 16 trừ cho 16 chia cho 3 lấy phần nguyên. Đó, trừ ra. À, thì có nghĩa là cái chỗ này 16 chia cho 3 lấy phần nguyên là 5, 5 mà mình nhân cho 3 bằng 15. 16 trừ 15 nó ra 1, thì giống như hồi nãy thôi mà các bạn, chứ không có vấn đề gì hết. Tiếp theo cái dòng lệnh cuối cùng, write ln, mở ngoặc dấu nháy cái 16 dip 3 cách khoảng bằng cách khoảng dấu nháy cái phải. À, bây giờ tới phép toán đây các bạn. À, mình thấy nó ghi là mở ngoặc 16 trừ cho mở ngoặc 16 cách khoảng mod 3 đóng ngoặc. Rồi các bạn sẽ đóng thêm cái ngoặc nữa. Rồi các bạn mới chia cho 3. Rồi các bạn đóng ngoặc lại. Rồi các bạn chấm phẩy. Thì cái chỗ này 16 mod 3. Rồi các bạn lấy 16 trừ cho 16 mod 3 có nghĩa là bằng 1 á. 16 mod 3 bằng 1. 16 trừ cho 1 bằng 15. 15 chia 3 bằng 5. Nếu như cái chỗ này mình dịch ra chương trình đúng thì kết quả nó sẽ bằng 15. Bây giờ mình sẽ dịch thử. Alternate F9 Enter. Rồi mình bấm Ctrl F9 5, 5 phẩy mấy. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ bằng 5 phẩy mấy. Thì tại vì chỗ này nó không có mod, mod nó nằm ở trong đây chứ không phải mod ngoài, nên các bạn sẽ thấy chỗ này nó ra cái con số giống như trên đây. Thì đây mình sẽ kiểm tra lại coi. 16 mod 3, 16 mod 3 thì các bạn thấy hồi nãy ở trên á. Đây đây mình Ctrl F9. 16 mod 3 nó bằng 1. 16 mod 3 bằng 1. Ở đây mình thấy 16 mod 3 bằng 1 mà 16 trừ cho 1 bằng 15. 15 chia 3 nó phải ra bằng 5, nhưng mà ở đây nó lại ra như thế này. Đây mình enter ra, đây mình kiểm tra lại cái dấu chỗ này coi, mình nghĩ cái dấu đây nó có không đúng chỗ này nè. Dư ra một cái thì phải. Rồi mình bấm Alternate F9. Ở đây thì 16 trừ cho 3 chia 3. Thì ở đây mình nghĩ ở đây cái dấu ngoặc đơn ở đây nó nằm ở đây nó mới đúng. Rồi mình bấm Alternate F9. Rồi mình bấm Ctrl F9. Đó, các bạn thấy nó ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vào lại đây. 16. À, ở đây mình phải dấu ngoặc đơn ở đây. Rồi bấm Alternate F9. À, nó bị dư ra một cái ngoặc đơn rồi. Rồi bấm Alternate F9 là Ctrl F9 thì nó sẽ ra 5,00000 này các bạn, thì nó cũng tương đương với 5 thôi đó. Rồi ở đây mình sẽ bấm Enter đi. Ở đây do có dính với cái phép tính mod nên là các bạn sẽ thấy cái chỗ này hồi nãy á, nó sẽ ra 5,00000 là thì thực chất nó cũng là 5 thôi nha các bạn đó. Rồi và bây giờ thì cái phần này các bạn sẽ thấy nó thêm cái lệnh delay 5.000 sau mỗi câu lệnh write trong chương trình trên. Thì mình sẽ thêm thử cho các bạn xem. Ở đây ví dụ như mình muốn delay chỗ này, mình enter cái này xuống thì mình sẽ dùng lệnh là delay và các bạn mở ngoặc 5.000 đóng ngoặc, mình chấm phẩy cái rồi bấm Alternate F9. Rồi mình Ctrl F9. Đó, nó sẽ dừng lại. Nó sẽ dừng lại 5 giây thì nó mới thực hiện tiếp cái phép tính còn lại. Đó, như các bạn thấy không? Hồi nãy cái phép tính này nó dừng lại 5 giây. Rồi, bây giờ mình bấm Enter đi. Như vậy thì các bạn lưu ý là mỗi con số 1.000 là 1 giây thì cứ delay 5.000 là 5 giây, delay 1.000 là nó tạm dừng lại 1 giây. Bây giờ mình cho nó delay 3.000 thôi. Rồi ở đây mình cũng cho nó delay 3.000. Cái thứ hai nè. Rồi mình chấm phẩy cái, rồi mình bấm Alternate F9. Rồi mình bấm Ctrl F9. Thì các bạn sẽ thấy nó dừng lại 3 giây rồi nó mới thực hiện tiếp cái phép tính thứ hai. Đó, nó lại thực hiện 3 giây.
Còn cái nào mà các bạn thấy nó không có delay thì nó sẽ ra luôn cùng một lúc cho mình, xuất ra màn hình cùng lúc. Thì đó là cái công dụng của câu lệnh delay mà các bạn đã học ở trong cái phần lý thuyết. Như vậy là mình đã thực hành xong cái bài số 2 này. Bây giờ mình sẽ lưu cái này và mình đóng này lại đi, mình bấm file, mình save. Rồi mình bấm hot cái bài này, mình bấm window, mình bấm close chỗ này. Bây giờ các bạn sẽ thực hành cái bài số 3 là các bạn mở lại cái bài chương trình 2.bat và các bạn sửa ba cái lệnh cuối trước cái từ khóa end, là nó sửa ba cái lệnh này thôi. Thì các bạn thấy nó thành như vậy. Như vậy có nghĩa là mình xóa đi cái phần mà phía trước cái phần mà dấu nháy nè. Nếu các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nó xóa phần dấu nháy, còn còn lại như thế này thôi. À không, nó sẽ khác nhiều lắm. Mình sẽ nhập giống như trong đây cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bài CT2.bat ra cái đây. Thì các bạn hãy mở lên bằng cách là bấm file open. Rồi mình bấm vô CT2.bat này nè, rồi các bạn bấm open đây. Tại hồi nãy mình có lưu rồi đó. Bấm open. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại theo như trong sách. Các bạn sẽ thấy ở trong sách người ta yêu cầu là sửa ba lệnh cuối trước từ khóa end. Thì mình để ý chỗ ba lệnh cuối thôi. Thì mình sẽ xóa chỗ này đi. Đó. Đây, mình sẽ xóa như thế này. Xóa trước cái phần dấu nháy này nè. 10 cộng 2 nhân cho 10 cộng 2 trừ 24 chia cho 3 cộng 1. Rồi mình chia 4, chia 2. Có nghĩa là mình thêm vô chỗ này nè. Dấu chia nhưng mà thành dấu 2 chấm. Chia 4. Rồi mình chia cho 2. Rồi cái giữ nguyên. Bây giờ mình bấm dịch Alt Internet F9 thôi coi. Nó vẫn hiểu cho các bạn. Rồi mình bấm Ctrl F9. Thì nó sẽ ra cái kết quả là 30,00 cho các bạn. Đó, chia 4 chia 2 nó là 30,00. Rồi Enter. Tương tự như vậy, mình sẽ xóa cái hai dòng ở trên đây. Xóa trong cái phần dấu nháy á. Nếu các bạn để ý nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó xóa xóa trong cái phần dấu nháy. Chỉ điều lại cái phần phép toán thôi. Và các bạn sẽ thấy phía dưới sau này nè. Thêm vô là chia 4, chia 2. Rồi mình bấm Alt Internet F9. Rồi các bạn bấm Ctrl F9. Thì các bạn thấy ra 36. Rồi bấm Enter. Đây mình bấm Ctrl F9 cho các bạn nhìn thấy lại. Đó. Tương tự như vậy thì mình sẽ xóa cái trên đây đi, 10 cộng xóa trong cái phần vào trong dấu nháy. Có nghĩa là các bạn không thấy xuất hiện ra cái phần màn hình mà những cái phần trong dấu nháy nữa, chỉ xuất hiện ra cái kết quả làm toán thôi. Đó. 3 cộng 1 trừ cho 18 chia cho 5 cộng 1 thì mình cũng là chia 4 chia 2. Rồi mình bấm Alt Internet F9 Enter và mình bấm Ctrl F9 thì nó sẽ ra kết quả là 0.75 cho các bạn. Đó. Rồi. Thì đây là cái bài thực hành số 3. Các bạn sẽ thấy có ôn lại những cái kiến thức mà các bạn đã học. Thì các bạn cố gắng nhập cho chính xác những cái câu lệnh mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, cũng như trong sách yêu cầu. Bởi vì phần mềm Pascal này đòi hỏi độ chính xác rất cao. Chỉ cần các bạn sai một cái dấu thôi thì các bạn cũng sẽ không ra cái kết quả như các bạn mong muốn được. Cái bài này nếu mà các bạn muốn lưu lại á, thì các bạn bấm File, rồi các bạn bấm Save. Rồi sau đó các bạn hot cái này luôn đi, các bạn bấm Window Close đây nè. Rồi sau đó các bạn đóng dấu X này để hot. Đó. Thì đây là nội dung của cái bài thực hành số 2 này. Các bạn nhớ làm thật kỹ để tránh những cái sai sót. Vì các bạn nên làm từng bước một, bởi vì Pascal rất là phức tạp, không có đơn giản như là Word, toàn là cái câu lệnh của chương trình không. Các bạn hãy thử từng cái công thức một. Khi nào mà nó thành công rồi, các bạn hãy qua tới cái công thức tiếp theo. Chứ các bạn đừng làm hết cùng một lúc. Bởi vì khi các bạn làm hết cùng một lúc rồi các bạn mới dịch và chạy chương trình thì rất khó để phát hiện ra và kiểm tra xem mình đã sai chỗ nào để mình sửa lại, thì rất khó. Nên các bạn phải lưu ý chỗ này. Thì nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc là các bạn không làm được thì các bạn nhớ để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới video để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mình. Ngoài ra khi nào mà các bạn có thời gian rảnh thì các bạn hãy ghé thăm website của mình là legimwork.com ở đây. Thì trên website này mình đã
tập trung toàn bộ tất cả những video hướng dẫn về tin học mà mình biết được, mình đã tập trung ở trên cái website này để giúp cho các bạn học tin học được tốt hơn. Thì một lần nữa mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những video ở trên kênh YouTube cũng như là trên website của mình.